sinh thái nó không phải là một sản phẩm đơn lẻ, mà nó là rất nhiều những cái sản phẩm nó liên kết lại với nhau, sâu chuỗi lại với nhau thì gọi là hệ sinh thái. Và công nghệ bất động sản, để cho quý vị biết rằng Mayland không phải là một công ty bất động sản truyền thống, mà Mayland hoàn toàn là công ty công nghệ 100%. Sản phẩm của Mayland tạo ra là gồm có website và app để ứng dụng vào trong thị trường bất động sản, một trong những thị trường đã gặp rất nhiều vấn đề khó khăn mà chưa có đơn vị nào có thể giải quyết tổng thể được. Thì trên đây là toàn bộ những thực trạng trong thị trường bất động sản hiện nay đang gặp. Thứ nhất là về thời gian giao dịch bất động sản đang rất là chậm. Thứ hai là đang thiếu minh bạch về thông tin pháp lý, rồi là đang tốn rất nhiều chi phí để một giao dịch thành công và chưa có một công cụ đo lường tính toán định giá bất động sản nào cả. Và dẫn đến là chủ đầu tư thanh khoản chậm, nợ động thì kéo dài, dòng tiền thì khó lưu thông. Trong khi đấy thì nhà môi giới làm việc hiệu quả rất là thấp mà phương thức làm việc rất là thủ công. Đâu đấy thì cũng chưa có một cái nền tảng công nghệ nào chuyên biệt cho những nhà môi giới để người ta có thể là quản lý trên những cái nền tảng công nghệ đó. Hoàn toàn cái việc mà môi giới người ta đang làm vẫn còn là rất là thủ công, như là quản lý trên sổ sách hoặc là quản lý trên Word, trên Excel. Rồi là ngân hàng thì là rất khó khăn trong việc phát lãi tài sản vì nợ quá hạn. Thì trên đây là toàn bộ những cái thực trạng trong thị trường bất động sản hiện nay đang gặp. Ở đâu đấy có những cái nền tảng, có những cái đơn vị người ta đã ứng dụng công nghệ vào, nhưng người ta chỉ giải quyết được một hoặc hai khó khăn trong những cái thực trạng thị trường bất động sản hiện nay đang gặp. Còn về giải quyết tổng thể những khó khăn này thì thực sự là chưa có một cái đơn vị nào. Mà trong cái kỳ kỷ nguyên số như này thì về nhu cầu chuyển đổi số trong việc bất động sản thì là điều tất yếu sẽ xảy ra. Đó. Thì không có Mayland làm thì sẽ có đơn vị khác làm. Và trên thế giới không có đơn vị nào làm thì tất nhiên là sẽ có một đơn vị nào đó ra đời để làm cái việc này. Thì Mayland biết được điều đó thì sẽ ra đời cho mình cái hệ sinh thái công nghệ bất động sản làm hình kết hợp giữa công nghệ tài chính bất động sản, sẽ gồm 26 sản phẩm trên nền tảng chuyên biệt cho thị trường bất động sản để áp dụng công nghệ 1.0 để chạm tới tay người dùng với tiêu chí nhanh, đơn giản, chi phí hợp lý. Thế bây giờ Mayland sẽ làm những cái việc này bằng những cách nào? Mayland sẽ ứng dụng công nghệ vào để giải quyết những bài toán khó khăn trong thị trường bất động sản như thế nào? Thì sau đây em Linh sẽ lấy một ví dụ để giúp cho cô chú anh chị quý vị có thể hiểu sâu hơn Mayland đang ứng dụng công nghệ vào để giải quyết cái bài toán khó khăn như thế nào. Ví dụ bây giờ như quý vị muốn mua một cái bất động sản theo cách truyền thống ấy ạ, thì đầu tiên mình làm như thế nào ạ? Mình hay lên Google đúng không ạ? Mình hay lên Google, mình tìm đến những cái trang về thông tin, một số cái trang uy tín đúng không ạ? Như là bấtđộngsản.com.vn hay là muabán.net, rồi là một vài cái website uy tín nữa để tìm cho mình những cái thông tin bất động sản ở trong đó. Thì sau khi tìm cho mình những thông tin đấy rồi, thì cái việc đầu tiên ấy là quý vị phải di chuyển đến tận nơi để mình xem được cái bất động sản đó như thế nào. Quý vị thử nghĩ ạ, mình thử hình dung ạ. Nếu mà mình di chuyển đến những cái nơi tỉnh thành mình đang sinh sống ấy ạ, mình di chuyển đến nơi để những cái bất động sản đó mình xem ấy ạ, thì cái việc đó sẽ còn dễ dàng. Bây giờ quý vị thử hình dung mà mình mua những cái bất động sản ở trong Phú Quốc, trong Hồ Chí Minh thì như nào ạ? Cái việc tất nhiên là mình phải bay đi bay lại vào đấy mình xem bất động sản đó, nó tốn rất nhiều thời gian và chi phí cho mình, đúng không ạ? Thì sau khi xem bất động sản xong, thì quý vị lại phải mất công là di chuyển đến phòng công chứng để mình kiểm tra cái tính chất pháp lý của cái bất động sản đó như thế nào. Đó, nó có minh bạch, nó có rõ ràng hay không, đúng không ạ? Nó có bị thế chấp hay là bị cắm ở ngân hàng hay là có bị tranh chấp cái gì không? Thì sau khi mà kiểm tra sổ đỏ pháp lý xong ạ, lại mình đã phải mất công di chuyển lên Sở Tài nguyên Môi trường để mình kiểm tra xem cái bất động sản đấy nó có quy hoạch, nó có rõ ràng hay không? Sau lại có bị nhà nước mở đường qua, cắt qua cái mảnh bất động sản của mình hay không? Còn một cái bước nữa là cái việc mà để cô chú anh chị quý vị xác định được cái giá ấy, để mình có cái giá đấy mình tham chiếu với chủ nhà để không bị mua đắt bán đấu hớ. Thực sự nó rất là khó khăn. Ở đâu đấy quý vị vẫn phải làm theo cách thủ công. Một là mình đến những cái cơ sở, những cái phòng thông tin về bất động sản ở khu vực đó, hoặc là mình lân la những quán trà đá để mình hỏi thăm dò xem là cái tình hình bất động sản giao dịch diễn ra ở khu vực đấy như thế nào. Thì hoàn toàn những cái việc thủ công như đó nó làm cho quý vị tốn rất nhiều thời gian và chi phí. Theo như Hiệp hội Bất động sản thống kê ấy, để một cái giao dịch bất động sản thành công ấy, nó phải mất từ 3 đến 6 tháng. Tốn rất nhiều thời gian về cái việc mà mình đi xem nhà, đúng không ạ? Đó. Thế thì bây giờ Mayland sẽ ra đời ứng dụng công nghệ vào để giúp cho toàn thể cô chú anh chị quý vị có thể ngồi một chỗ để lên tất cả những cái nền tảng công nghệ của Mayland ấy, để mình làm tất cả những cái việc đấy chỉ mất trong vòng 3 đến 5 phút, đúng không ạ? Và giải quyết được cái bài toán cho quý vị là mua cái bất động sản rút ngắn xuống còn 2 đến 6 ngày bằng những cái xem qua bằng những cái ứng dụng công nghệ của Mayland. Thì trên đây ạ,
Thì cho nên là toàn bộ 26 sản phẩm trong hệ sinh thái của Mayland, tất cả nó đều kết nối chung một cái May ID, đó là May định danh ạ. Đó, khi quý vị đăng ký cái May ID ấy ạ, và quý vị chỉ cần đăng ký một lần thôi là quý vị có thể là dùng tất cả những cái sản phẩm này. Thì cho nên là toàn bộ 26 sản phẩm trong hệ sinh thái của Mayland, đầu tiên là quý vị muốn xem thông tin về thông tin nhà đúng không ạ, thì quý vị có thể là vào mayland.com hoặc là vào cái app đó là Mayland ạ. Đó, quý vị xem được toàn bộ thông tin về mua bán cho thuê sang nhượng bất động sản ở trong đó. Thì sau khi xem xong ạ, đã tìm cho mình những cái bất động sản ưng ý trong đó rồi, thì quý vị muốn xem nhà đúng không ạ, thì quý vị vào cái ứng dụng là May 3D đấy ạ. Đó, Mayland sẽ có cái sản phẩm là May 3D để quý vị có thể là xem nhà thực tế ảo được. Đó, có thể là xem được mặt trước mặt sau căn nhà như thế nào, và sau này xem được cả cấu trúc ngôi nhà nó như thế nào luôn. Rồi sau đó mình đi vào xong, mình xem qua VR, xem thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường, mình xem được toàn bộ cái cấu trúc cái phòng ngủ như nào, phòng khách như nào, phòng tắm như nào, rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Thì sau khi xem bất động sản đấy xong, mình ưng cái căn nhà đấy rồi, mình muốn kiểm tra sổ đỏ pháp lý đúng không ạ, thì mình vào ứng dụng là May Notary đi ạ. Mayland sẽ kết nối trực tiếp với các dữ liệu của các phòng công chứng để giúp cho toàn thể cô chú anh chị quý vị có thể là check sổ đỏ online được. Và sau này sẽ làm công chứng online ở trên này luôn, mà quý vị không cần phải mất công di chuyển đến phòng công chứng nữa. Thì sau khi kiểm tra sổ đỏ pháp lý xong rồi, quý vị muốn kiểm tra quy hoạch đúng không ạ, thì quý vị vào ứng dụng là Maymap đấy ạ. Mình sẽ kiểm tra được toàn bộ cái thông tin quy hoạch về cái mảnh đất của mình như thế nào, rất là rõ ràng, rất là chi tiết, mà mình không phải mất công di chuyển lên Sở Tài nguyên Môi trường nữa hay lên phòng địa chính nữa. Và sau đó mình có thể là vào cái ứng dụng là May Value đấy ạ. Nó sẽ định giá cho bất động sản quý vị nó khoảng là bao nhiêu tiền để mình có cái giá đấy mình tham chiếu với chủ nhà để không bị mua đắt và bị mua hớ. Thì vừa rồi em Linh có nêu có 5 cái ứng dụng này thôi ạ, mà nó đã giải quyết cho cô chú anh chị quý vị một cái bài toán là mua được cái bất động sản nhanh nhất, tốn ít thời gian, ít chi phí nhất ạ. Thứ nhất là về tìm nhà là Mayland đúng không ạ? Đó, thứ hai là về xem nhà là May 3D, thứ ba là về kiểm tra sổ đỏ, kiểm tra pháp lý là May Notary. Đó, thứ tư là kiểm tra quy hoạch là vào May Map. Thứ năm là về định giá cái bất động sản của mình ý, đó là vào May Value. Thì ngoài những cái sản phẩm chính này ra thì Mayland còn những cái sản phẩm bổ trợ khác chuyên biệt cho thị trường bất động sản. Ví dụ như cái sản phẩm May CRM này ạ, là một trong những ứng dụng được coi như là trợ lý ảo dành cho người môi giới để quản lý kho hàng, quản lý dữ liệu data khách hàng và chăm sóc khách hàng. Đó. Và Mayland có những cái sản phẩm để quảng cáo chuyên biệt cho những dự án bất động sản, ví dụ như là Maypage hoặc Mayas để mình chạy quảng cáo trên Google, chạy quảng cáo trên Facebook, chạy quảng cáo trên Zalo với trúng mục tiêu khách hàng. Rồi bên này có những sản phẩm về truyền thông như May TV, May Social là mạng xã hội, May News là tin tức. Và Mayland cũng bắt kịp được cái xu thế, đó là cái đồng tiền May Trend, đồng tiền điện tử đúng không ạ? Như quý vị đã biết là trong tương lai mỗi một ngành nghề sẽ có một cái đồng tiền chuyên biệt. Đó. Và Mayland hiện tại ở pháp luật Việt Nam chưa cho lưu hành cái đồng tiền điện tử này. Và Mayland cũng đã có một cái công ty con đó là May Pioneer bên Singapore để sản xuất ra cái đồng token May Trend này. Để sau này quý vị có thể là mua bán thanh khoản cái bất động sản ở trong ngân hàng Maybank này. Đấy là một cái sản phẩm rất là đỉnh cao trước năm 2030 của Mayland, đó là sản phẩm Maybank, để quý vị có thể là đầu tư chung, chứng hóa bất động sản và mua chung bất động sản ở trong này. Thì cho nên là toàn bộ 26 sản phẩm trong hệ sinh thái của Mayland, và mỗi một sản phẩm nó đều giải quyết những khía cạnh khó khăn khác nhau trong thị trường bất động sản. Quý vị không ạ? Và hiện tại thì Mayland đã có ra mắt được 5 trên 26 sản phẩm và đã có doanh thu từ 5 sản phẩm này rồi. Về sản phẩm thứ nhất đó là Mayland.com, là cái cổng thông tin tìm kiếm mua bán cho thuê sang nhượng bất động sản ứng dụng công nghệ 4.0. Và sản phẩm thứ hai đó là Mayads, là một trong những nền tảng kết nối và hỗ trợ chạy quảng cáo cho người tham gia kinh doanh giao dịch bất động sản. Và sản phẩm thứ ba đó là Maypage, là một trong những nền tảng xây dựng landing page dành riêng cho thị trường bất động sản. Và sản phẩm thứ tư đó là Maymap, là một trong những nền tảng tra cứu bản đồ quy hoạch trực tuyến và kết nối vào cổng thông tin tìm kiếm bất động sản. Và sản phẩm thứ năm đó là May CRM, là một trong những ứng dụng dành cho khách hàng để quản lý nguồn hàng dành riêng cho nhà môi giới bất động sản. Thì cho nên là toàn bộ 5 trên 26 sản phẩm Mayland đã ra mắt thị trường và đã có doanh thu từ 5 sản phẩm này rồi. Và sang đầu quý 1 của năm 2023, Mayland sẽ ra mắt thêm được 3 cái sản phẩm nữa quý vị nhé. Đó, quý vị cùng chờ Mayland để xem 3 cái sản phẩm gì Mayland sẽ ra mắt thị trường trong cái quý 1 năm 2023 này. Để giúp cho quý vị có thể là có cái hình dung rõ nét hơn về những cái sản phẩm của Mayland ấy, thì tí nữa em sẽ demo một số những cái sản phẩm để cho cô chú anh chị quý vị cùng trải nghiệm. Thì để một doanh nghiệp mà đi đến thành công thì nó có rất nhiều yếu tố quan trọng để quyết định một doanh nghiệp đấy có thành công hay không. Thì trong tất cả những yếu tố đấy thì cái yếu tố đầu tiên mà Mayland quan tâm đến đó là về pháp lý. Đó.
Mylan đang làm đúng theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, nhà nước đề ra là chuyển đổi số, đúng không ạ? Và làm đúng pháp luật pháp lý của nhà nước. Thì về pháp lý hiện tại của Mylan ra sao? Thì Mylan hiện tại đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 01088867454. Và ngoài ra Mylan cũng đã có giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho tất cả những sản phẩm của mình. Mỗi một sản phẩm Mylan ra đời đều có giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả để không ai có thể làm giả và làm nhái được Mylan. Và đặc biệt hơn nữa, Mylan cũng đã có giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại trung tâm đăng ký chứng khoán với mã là MEI giải. Đây một làm cái bằng chứng minh chứng rằng Mylan đang một công ty rất là minh bạch, rất là rõ ràng. Sau chỉ thành lập sau 3 năm mà hiện tại Mylan cũng đã có giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại trung tâm đăng ký chứng khoán rồi. Và yếu tố thứ hai cũng rất là quan trọng để quyết định một doanh nghiệp đi đến thành công hay không, đó là về yếu tố con người. Thế về bộ máy nhân sự của Mylan ra sao? Thì hiện tại Mylan đã có gần 600 nhân sự đang làm việc tại tầng 3, tầng 4, tầng 5 tòa nhà 9799 Láng Hạ. Trong đấy có rất nhiều thạc sĩ và tiến sĩ cùng các chuyên gia cố vấn chuyên môn. Thì tất cả những người này họ đều công tác ở những tập đoàn lớn quốc tế như là Google, Happiness, hoặc là những cái tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam như là FPT, Cốc Cốc, Sen Đỏ, Viettel, VNG và Vinaphone. Thì người đầu tiên em có thể kể đến với cô chú anh chị quý vị đó là chính là anh doanh nhân Hoàng Mai Trung ạ. Anh hiện đang là chủ tịch hội đồng quản trị, là nhà sáng lập, là người thành lập và sáng lập ra dự án này. Anh là một người rất giỏi về công nghệ và thứ hai là rất am hiểu về bất động sản. Chính vì thế mà anh đã khớp được hai cái lĩnh vực này với nhau. Thì bên cạnh anh Hoàng Mai Trung, với cái đội ngũ nhân sự trình độ học vấn rất là chuyên sâu, người đầu tiên em có thể là kể tên một vài anh chị ở trong cái số này để cho cô chú anh chị quý vị cùng biết đó, và để quý vị giúp cho quý vị biết tất cả những anh cô chú những cái anh chị này, thì cô chú anh chị có thể là vào trong Google nhé, mình search tên những con người này ra thì mình sẽ biết được toàn bộ lý lịch trích ngang của những đội ngũ nhân sự là như thế nào. Thì người đầu tiên là em có thể đến với anh chị đó chính là anh Hà Tuấn Khang. Anh đang giữ chức vụ là giám đốc trung tâm công nghệ marketing của công ty cổ phần tòa đàm Mylan ạ. Anh được một cái tờ báo Google viết là đánh giá là một trong những người là giỏi nhất châu Á về SEO từ khóa cụm hưởng trên Google. Đó, có nghĩa là chuyên đưa những cái từ khóa lên trên top 1, top 2 trên Google rất là giỏi. Đó. Và người thứ hai có thể kể đến với các chú anh chị đó là anh Nguyễn Đức Tài, đó là đang là giám đốc tài chính của công ty cổ phần tòa đàm Mylan ạ. Anh này trước đấy cũng làm những cái chức vụ rất là cao ở những cái tập đoàn lớn về tài chính như là về Vinacolex hay là Sunshine. Đó, thì cho nên là bộ máy nhân sự của Mylan ạ. Và yếu tố thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là về cái định hướng phát triển của công ty, đúng không ạ? Một công ty là không có cái định hướng ấy, thì chúng ta không thể biết là công ty đấy đi đâu về đâu được. Cái định hướng của công ty nó giống như cái bản thiết kế của một ngôi nhà ấy ạ. Đó, thế về định hướng phát triển của công ty, đầu tiên chúng ta là sẽ lấy công nghệ làm cốt lõi. Có nghĩa là Mylan là một công ty công nghệ thì cái công nghệ bao giờ cũng là cốt lõi, luôn luôn cập nhật những cái ứng dụng, luôn luôn cập nhật cái công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất và ứng dụng vào trong cái sản phẩm của mình. Thứ hai là lấy bất động sản là đường lối, có nghĩa là Mylan đang đưa công nghệ vào để Mylan giải quyết một cái bài toán, đó là bài toán bất động sản đó, mà chưa có một đơn vị nào có thể ứng dụng công nghệ vào để giải quyết tất cả những cái khó khăn trong thị trường bất động sản như là Mylan. Tiếp theo là lấy tài chính làm nền tảng, đúng không ạ? Thì Mylan là một công ty công nghệ, mà là công nghệ thì chúng ta cần phải rất nhiều tiền để chúng ta phát triển những cái nền tảng công nghệ đó, đúng không ạ? Cho nên là lấy tài chính là nền tảng. Thứ hai là lấy khách hàng giá trị vốn hóa là mục tiêu và cùng sẽ nhân bản chuyển giao mình ra toàn cầu. Về lộ trình phát triển của công ty ạ, từ năm 2019 đến năm 2020 thì Mylan đã hoàn thiện bộ máy tổ chức xong rồi. Đó, và từ năm 2020 đến năm 2021 thì cũng đã ra mắt các sản phẩm cốt lõi và cũng đã có mã chứng khoán tại trung tâm đăng ký chứng khoán, đúng không ạ? Và từ năm 2022 đến năm 2024 là hoàn thiện sản phẩm, đẩy mạnh truyền thông và marketing. Và từ năm 2024 đến năm 2025 là sẽ đóng gói và chuyển giao mô hình công nghệ này ra nước ngoài. Và tiến tới là sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông với giá trị vốn hóa hàng tỷ đô la Mỹ. Đó là cái lộ trình phát triển của công ty ạ. Và Mylan được sinh ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2019 giữa cái thời kỳ Covid, quý vị thấy không ạ? Giữa cái thời kỳ mà rất nhiều doanh nghiệp truyền thống đã bị phá sản và chỉ được vượt phá sản. Nhưng mà Mylan không những không bị làm sao mà Mylan còn đang phát triển rất là mạnh mẽ. Tại vì Mylan là một công ty công nghệ, làm việc công nghệ, đúng không ạ? Thì chúng ta lại ngược lại, chúng ta lại có khi mà tâm dịch chúng ta lại phát triển rất là mạnh mẽ. Và bằng chứng là hiện tại là Mylan đã sau 3 năm thành lập, từ lúc đầu chỉ có 16 con người mà hiện tại Mylan đã có gần 600 nhân sự, cũng như là có trụ sở chính tại tầng 3, tầng 4, tầng 5 và tầng 10 ở Láng Hạ. Đó, và cũng có gần 3.000 mặt sàn.
Và ngoài ra bên anh cũng đã có 29 văn phòng đại diện trên cả nước, cũng như là có 3 văn phòng đại diện ở nước ngoài tại Cộng hòa Séc, Cộng hòa Đức và Ba Lan. Và mục tiêu mà là bên em sẽ hướng tới là phát triển trên 63 tỉnh thành toàn lãnh thổ Việt Nam, mỗi một tỉnh thành sẽ có một văn phòng đại diện. Ở bên cạnh đấy thì bên em cũng đang sử dụng cái hình thức bán hàng rất là thông minh, đó là hình thức là tiếp thị liên kết affiliate marketing. Đây là một trong hình thức mà đang được rất nhiều cái tập đoàn lớn trên thế giới, cũng như là các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, người ta đang sử dụng những cái tiếp thị bán hàng này. Đó. Thực ra một hình thức rất là thông minh sẽ biến hàng triệu khách hàng thành những người bán hàng cho công ty. Một trong những hình thức mà đang được rất nhiều tập lớn như là FPT người ta cũng sử dụng, rồi là Momo đúng không ạ? Đó, hay là TikTok người ta cũng đang sử dụng hình thức này. Đó. Cứ khi mà quý vị là giới thiệu cho một người mà sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì công ty sẽ có những cái chính sách và có những cái quyền lợi để chiên lại cho cô chú anh chị và quý vị. Và trên đây là những con số và những cái giải thưởng ấn tượng của Mylan trong 3 năm vừa qua. Thì trên đây là toàn bộ những cái giải thưởng như quý vị nhé, đạt cấp quốc gia nhé. Đó, đầu tiên là giải thưởng nhất là Mylan đã lọt top 10 nhà cung ứng dịch vụ bất động sản tốt nhất năm 2021. Và Mylan cũng đạt giải thưởng là chuyển đổi số doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc tại Vietnam Digital Awards năm 2021 và năm 2022 với các sản phẩm là Mayseam và Maymap. Và đặc biệt là Mylan cũng được một cái giải thưởng rất là danh giá, đó là giải thưởng Sao Khuê dành cho cái sản phẩm là Mylan.com và app Mylan do Hiệp hội Dịch vụ Công nghệ Thông tin Vinasa trao tặng. Đó. Thì trên đây là toàn bộ những cái danh hiệu nhé quý vị nhé, đạt cấp quốc gia nhé mà Mylan đã đạt được. Đó, một startup là con trẻ non trẻ đúng quý vị. Đó, mà đã được rất nhiều cái giải thưởng này, chính tỏ là được nhà nước người ta rất là ủng hộ đúng không ạ? Và bên cạnh đấy thì Mylan cũng tham dự được rất nhiều cái hội thảo. Thì vừa rồi Mylan cũng tham dự được cái hội thảo, đó là hội thảo Ban Kinh tế Trung cấp cao do Quốc hội tổ chức về chuyển đổi số cho lĩnh vực bất động sản, chuyển đổi số cho các lĩnh vực. Thì trong này thì Mylan cũng có hai cái bài tham luận về chuyển đổi số cho lĩnh vực bất động sản. Đó, do anh Hoàng Mai Trung và tự nhiên em lại quên mất đấy. Đó, anh Hoàng Mai Trung đó, anh đã lên phát biểu về cái tham luận này. Đó. Và đối tác hiện tại và hiệp hội Mylan đã tham gia về những cái đối tác, thì bên cạnh đấy Mylan cũng đang được kết hợp với rất nhiều cái đối tác cực kỳ quan trọng và đứng số 1, số 2 trên thế giới. Cái đối tác đầu tiên em có thể kể đến với anh chị đó là AWS, chính là đơn vị là Amazon Web Services Service, là một trong những đơn vị số 1 về cung cấp những cái nền tảng công nghệ điện toán đám mây. Đó. Và thứ hai là đơn vị là PwC. PwC là ai? Là một trong những 4 công ty kiểm toán lớn hàng đầu thế giới. Đó, là Big Four nha quý vị nhé. Chuyên gia tư vấn và cố vấn cho những doanh nghiệp để lên sàn quốc tế. Rồi là tiếp theo là đối tác BSI. BSI là một viện tiêu chuẩn Vương quốc Anh. Đó, chuyên đưa ra những cái chỉ số nhé quý vị nhé. Chuyên đánh ra tiêu chuẩn những cái chỉ số về ISO ấy. Đó. Rồi là Vyup là Viện Đô thị và Nông thôn Quốc gia. Đó, cũng như là Bất động sản là tờ báo bất động sản về real time, tờ báo bất động sản về real time. Và ngoài ra những hiệp hội Mylan đã tham gia như là Vcom, như là Hiệp hội Internet Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hay là Hiệp hội Dịch vụ và Công nghệ Thông tin Vinasa. Đó, thì được trên đây là toàn bộ những cái đối tác và những cái hiệp hội mà Mylan đã tham gia. Và khách hàng hiện tại của Mylan là hơn 30.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, trong đấy có rất nhiều cái tập đoàn lớn đang sử dụng những cái sản phẩm và dịch vụ của Mylan như là Đất Xanh Miền Bắc này, hay là Senland đó, hay là Việt Home, Big Home, An Phúc vân vân, đang sử dụng những cái sản phẩm và dịch vụ của Mylan. Và đặc biệt vào ngày 28 tháng 11 vừa rồi thì Mylan cũng đã ký hợp tác với một đơn vị, đó là Vietinbank AMC, là một trong những đơn vị là chuyên quản lý tài sản và quản lý nợ của tổng công ty Vietinbank, đã hợp tác với cả Mylan để sử dụng những sản phẩm và dịch vụ của Mylan. Và ngoài ra cũng có cả ngân hàng PVcombank đã hợp tác với cả Mylan. Và đặc biệt hơn thì Mylan cũng được rất nhiều cái tờ báo chính thống đưa tin về Mylan và những kênh truyền hình chính thống đưa tin về công ty. Đó, quý vị bảo là một cái công ty mà nó không minh bạch, không rõ ràng, mà không được nhà nước người ta ủng hộ như này, thì liệu được có được nhiều cái tờ báo chính thống người ta đưa tin như này không ạ? Rất nhiều tờ báo chính thống, quý vị có thể search vào những cái tờ báo chính thống luôn, như là kể cả báo về Đảng Cộng sản, như là Công an Nhân dân hay là Quốc hội luôn. Quý vị search hai từ Mylan này, quý vị sẽ đọc được toàn bộ những thông tin tích cực của công ty ở trong đó. Và ngoài ra những kênh truyền thông như là VTV1 hay là VTV3 hay là VCTV đưa tin về Mylan.
Đó. Rồi ạ, thế thì sau đây ạ, để giúp cho cô chú anh chị quý vị có một cái hình dung rõ nét hơn về những cái sản phẩm của Mylan nó tốt như thế nào, nó mang lại giá trị cho người dùng thế nào, thì sau đây ạ, em xin phép được demo một số những cái sản phẩm để cho cô chú anh chị quý vị cùng trải nghiệm ạ. Vâng, về sản phẩm đầu tiên em xin giới thiệu đến cho toàn thể cô chú anh chị quý vị ạ. À, đây là sản phẩm là mylan.com đúng không ạ? Đó, quý vị đánh làm mylan.com vào thì đây là một trong những cái sản phẩm mà quý vị có thể là xem được thông tin là mua bán cho thuê sang nhượng bất động sản ở trong này. À, đầu tiên khi quý vị vào website quý vị sẽ thấy gì ạ? Quý vị sẽ thấy thông tin. Đó, quý vị nhìn thấy những cái hình ảnh ở trong website đúng không ạ? Rất là đơn giản, bắt mắt, dễ sử dụng. Và quý vị kéo xuống dưới quý vị sẽ xem được toàn bộ như là tính năng phù hợp với mua bán cho thuê sang nhượng. À, sau đó quý vị xem được toàn bộ những tính năng nổi bật về mua bán cho thuê đúng không ạ? Và ngoài ra quý vị xem được cả tin tức, cả phong thủy ở trong này. Đúng là quý vị xem được toàn bộ những cái sản phẩm trong hệ sinh thái của Mylan. Và ngoài ra quý vị cũng biết được những đối tác đang sử dụng những cái sản phẩm của Mylan. Và quý vị biết được cả tổng quan về công ty, cũng như là pháp lý Mylan rất là minh bạch rõ ràng, đã đăng ký với tất cả các sở ban ngành, cũng như là thành viên của rất nhiều hiệp hội uy tín trên cả nước. Để giúp cho quý vị có biết được cái bảng báo giá tin năng của Mylan thế nào thì mình kích vào bảng báo giá đi ạ. Đó, Mylan sẽ có 4 loại tin năng nha quý vị nhá. Đó, tin VIP 1 màu tím là 80.000 cho một tin một ngày, và tin VIP 2 màu cam là 50.000 cho một tin một ngày, và tin VIP 3 là màu nâu là 31.000 cho một tin một ngày, và tin tưởng miễn phí là không mất tiền. Đối với Mylan nhé, quý vị có những cái bất động sản ấy ạ, mình muốn đăng lên đây nhé. À, mình muốn đăng lên đây mà miễn phí mình vẫn được đăng lên quý vị nhá. Đó, và ngoài ra mình muốn bán nhanh bán gấp thì mình có thể sử dụng cái tin đó, tin VIP 1 ạ. Nó chỉ có 80.000 cho một tin một ngày đấy ạ. Giá rất là rẻ so với đơn vị khác em đang biết. Nó tầm khoảng 150 đến 220 cho một tin một ngày cơ. Và bây giờ để giúp cho cô chú anh chị quý vị biết được Mylan có đang có bao nhiêu khách hàng sử dụng cái sản phẩm này thì mình kích vào mua bán. Đó, quý vị thấy không ạ? Hiện tại về mua bán này nó đang có hơn 4 triệu tin năng, quý vị thấy không ạ? Đó. Và về cho thuê là có bao nhiêu đấy ạ? Cho thuê là đang có hơn 900.000 tin năng. Đó, tổng số tin năng ở trong này là bao nhiêu ạ? Đang là gần 5 triệu, 5 triệu, hơn 5 triệu cái tên bất động sản đang ở trong này. Đó, khi em kích vào mua bán này thì quý vị sẽ nhìn thấy gì ạ? À, có rất nhiều những cái tin màu tím này, đó, tin màu cam, tin màu nâu này, đó là khách hàng đang phải trả phí cho Mylan, đúng không ạ? Và khi em để mua bán này thì quý vị sẽ xem được rất nhiều cái đối tượng đã đăng ở trong này. Và bây giờ quý vị muốn tìm kiếm là chính chủ, những cái đối tượng mà người ta chính chủ, người ta đang đi bất động sản này thì mình làm như thế nào? À, mình kích vào chính chủ đấy, rất là dễ dàng. Đó, thì từ 4 triệu cái bất động sản nó giảm xuống còn bao nhiêu ạ? Còn có 264.000 cái bất động sản chính chủ được đăng ở trong này. Nó rút ngắn thời gian tìm kiếm lại cho khách hàng rất là nhiều. Đó. Và ngoài ra quý vị có thể tìm kiếm theo cái loại hình đất khác nhau này. Đó, có rất nhiều cái loại hình đất ở trong này. Như là nhà riêng, nhà mặt phố hay nhà tập thể, đất, đất nền dự án đúng không ạ? 35 cái loại hình bất động sản ở trong này để giúp cho quý vị có thể tìm ra những cái loại hình bất động sản theo những cái ý của mình nhất. Đó. Và ngoài ra quý vị thảo theo khu vực này. Đó, trên một tỉnh thành quý vị có thể lọc được rất nhiều quận huyện khác nhau, đó, rất nhiều xã phường khác nhau. Đó. Và ngoài ra quý vị có thể lọc theo mức giá này, rất nhiều mức giá khác nhau đó ạ, rồi là diện tích này. Đó. Và rồi là vào bộ lọc thêm này sẽ giúp cho quý vị có thể là tìm được rất nhiều cái tiêu chí khác. Như là về giấy tờ pháp lý ra sao, giấy chuyển nhượng quyền sở hữu, sổ hồng như thế nào, hay là hợp đồng mua bán ra sao đúng không ạ, hay đường rộng như thế nào, hay là hướng nhà. Đó, chúng ta có thể lọc theo phong thủy này. Đó, rồi là khoảng mặt tiền bao nhiêu, ưu điểm bất động sản như nào. Đó, vân vân, số tầng bao nhiêu, số phòng ngủ bao nhiêu. Rất rất nhiều cái tiêu chí mà Mylan đưa vào trong này để giúp cho cô chú anh chị quý vị có thể tìm ra cái bất động sản ưng ý nhất, đó, sát với cả những cái ý của mình nhất và mua bất động sản nhanh nhất. Và ngoài ra trong này thì Mylan có tích hợp xem được cho quý vị xem được toàn bộ cái thông tin bất động sản đang hiện trên toàn lãnh thổ Việt Nam thông qua bằng cái xem tin bất động sản qua bản đồ của Mylan. Vị thấy không ạ? Đó, khi em kích vào bản đồ thì quý vị sẽ nhìn thấy rất nhiều cái ô tròn mà có con số bên trong là toàn bộ cái thông tin bất động sản đang được đăng lên trên toàn lãnh thổ Việt Nam, vị thấy không ạ? Đó, quý vị biết được là khu phía Bắc bao nhiêu, khu phía miền Trung bao nhiêu, khu phía miền Nam là bao nhiêu, rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Và sau đây em sẽ kích vào khu vực Hà Nội này để cho cô chú anh chị quý vị cùng trải nghiệm, đúng không ạ? Đó, khi em kích vào khu vực Trung Hòa, rồi em kích vào khu vực Dịch Vọng, thì toàn bộ thông tin trong khu vực Dịch Vọng này nó sẽ hiện lên. Đó, quý vị biết được trong khu vực này có bao nhiêu thông tin bất động sản được đăng ở trong này. Đó. Và ngoài ra mình có thể là tìm kiếm bằng những thanh công cụ ở bên phía tay phải này. Nó sẽ rút ngắn thời gian tìm kiếm lại cho quý vị rất là nhiều.
Ví dụ như là quý vị đang ở cái khu vực này mà quý vị muốn mình tìm bán kính trong vòng 1 cây số, 2 cây số, để mình rút ngắn thời gian tìm kiếm lại của mình và mình co cái khoảng thời gian, khoảng cách mình tìm kiếm bất động sản lại, thì mình chỉ cần vào cái quét bán kính này đó. Ví dụ như là mình quét bán kính trong vòng 1 cây số chẳng hạn, đúng không ạ? Đó thì bao nhiêu thông tin bất động sản trong vòng 1 cây số này nó sẽ hiện lên, nó rút ngắn thời gian tìm kiếm lại cho quý vị. Và ngoài ra quý vị có thể là khoanh vùng tự do những cái nơi mình muốn tìm kiếm thông tin bất động sản, mình có thể là vào cái bút đấy đó, mình có thể là vẽ xung quanh cái khung đường này đó, xem có bao nhiêu thông tin bất động sản ở trong khung đường này được đăng lên thì nó sẽ hiện lên cho quý vị đó, quý vị thấy không ạ? Nó rút ngắn thời gian cho quý vị tìm kiếm lại rất là nhiều. Và chỉ có Mailand mới đang đưa được những cái nền tảng công nghệ như này quý vị nhé. Đó, giúp cho quý vị có thể tìm kiếm ra những cái loại hình bất động sản nhanh nhất theo những cái ý của mình. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà em vừa giới thiệu cho cô chú anh chị quý vị. Và sau đây em xin phép được demo một cái sản phẩm nữa để cho quý vị cùng xem. Đó là cái sản phẩm Maymap, nó sản phẩm thứ hai của Mailand. Đây là một trong những cái sản phẩm là kiểm tra bản đồ quy hoạch trực tuyến và kết nối vào cổng thông tin tìm kiếm bất động sản. Thì đầu tiên khi em vào Maymap thì toàn thể cô chú chị quý vị sẽ xem ở trong này, nó sẽ có hai kiểu để cô chú chị quý vị có thể kiểm tra về kế hoạch được. Đầu tiên là về kiểm tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, và thứ hai là về kiểm tra xây dựng, quy hoạch xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, đúng không ạ? Đó, thì khi em để cái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất này thì giúp cho cô chú chị quý vị có thể là nhìn thấy rất nhiều những cái màu, cũng là có rất nhiều cái ký tự ở trong này. Thì mỗi một cái màu này và mỗi một cái ký tự này nó thể hiện cho một cái loại ký hiệu đất ở trong này, để giúp cho cô chú anh chị quý vị biết được ký hiệu này là cái loại ký hiệu đất gì và cái màu này là màu đất gì, đúng không ạ? Thì mình chỉ cần kích vào cái mũi tên này đó, sau đó mình ký hiệu phân loại đất này đó, mình kích cái dấu tam giác dấu mũi tên này xuống, sau đó mình kéo xuống dưới, mình xem được toàn bộ cái thông tin đó, như là cái màu này là màu đất gì, rồi là cái ký hiệu đó là màu đất gì, rất là rõ ràng, rất là chi tiết trong này. Và ngoài ra giúp cho quý vị có thể nhanh hơn, quý vị gõ trực tiếp những ký hiệu đấy vào để cho em, ví dụ như là em có ký hiệu như là BHK chẳng hạn, đúng không ạ? BHK đấy quý vị, các bạn nó hiện lên là cái đất bằng trồng cây hàng năm khác. Đó, nó rút ngắn thời gian tìm kiếm lại cho quý vị rất là nhiều. Và trong này thì nó sẽ thể hiện rất nhiều những cái loại hình đất khác nhau ạ. Thì khi mà về cái kiểm tra quy hoạch sử dụng đất này thì giúp cho quý vị có thể là biết được cái đất đấy của mình được sử dụng vào bây giờ và hiện tại và trong tương lai được sử dụng vào cái mục đích đất gì, đúng không ạ? Và ví dụ tại sao lại có những cái chữ màu đen và cái chữ màu đỏ trên chữ màu đỏ như này, đúng không ạ? Thì hoàn toàn những cái chữ màu đen này là đất hiện trạng nha quý vị nhé. Và đất hiện trạng là bây giờ nó là đất gì? Đó là đất bằng trồng cây hàng năm khác. Đất cái chữ đỏ là đất gì? Có nghĩa là trong tương lai nó sẽ cái chỗ này này nó sẽ chuyển đổi thành đất DGD là đất gì? Đất giáo dục. Vị đấy không ạ? Rất là rõ ràng, rất là chi tiết này. Đó, trên này cũng là đất bằng trồng cây hàng năm khác và trong tương lai nó sẽ chuyển đổi thành gì ạ? Đất TMD, đó là đất thương mại dịch vụ. Đó, để giúp cho cô chú anh chị quý vị có thể là biết được cái mảnh đất này mình mua ấy, được sử dụng vào cái mục đích đất gì, đúng không ạ? Hay là cái đất nào vào đất quy hoạch thôi, mình không phải mua nữa. Đó, và khi em để cái bản đồ vệ tinh này, đó em sẽ kéo cái thanh bảng màu này xuống để giúp cho cô chú anh chị quý vị có thể nhìn cái trực quan hơn. Vì thế các bạn, khu này hoàn toàn nó là đất bằng trồng cây hàng năm khác, có nghĩa là khu này đang là đất lúa đấy quý vị đấy không ạ? Đó, rất là trực quan luôn. Bây giờ mình chỉ cần tăng cái lớp màu lên quý vị đấy không ạ? Đó, toàn hoàn khu vực này là khu vực đất nghĩa trang quý vị thấy không ạ? Đó, và trong này đây là khu vực đất trồng cây bằng trồng cây hàng năm khác và trong tương lai đã sẽ chuyển thành đổi thành địa đất giáo dục và đất thương mại dịch vụ. Thì đây là một trong những cái quy hoạch mà kế hoạch sử dụng đất hiện tại ở trên thị trường cũng có rất nhiều cái đơn vị đang có cái quy hoạch này, nhưng mà để quý vị kiểm tra được cái quy hoạch này ấy, thì quý vị phải mất tiền, mất đâu đến 1-2 nghìn đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại ở Mailand, nếu mà quý vị kiểm tra những cái kế hoạch sử dụng đất này thì hiện tại ở Mailand đang cho quý vị được kiểm tra miễn phí. Đó. Thế bây giờ một câu hỏi đặt ra là tôi muốn kiểm tra quy hoạch một cái thửa đất mà nó giống như cái hình trong sổ hồng sổ đỏ của nhà tôi ấy, để tôi biết được cái mục đích sau này nhà tôi có bị nhà nước người ta mở đường cắt qua mảnh đất của tôi hay không, hay là cắt đi bao nhiêu mét, rồi là cái quy hoạch cái mảnh đất của tôi còn lại ở trong tương lai nó sẽ như thế nào và tôi được phép xây dựng như thế nào. Thì quý vị vào đâu? Quý vị chỉ có vào cái quy hoạch xây dựng. Đó, thì sẽ có 3 kiểu nhé để quý vị có thể kiểm tra về quy hoạch xây dựng được. Thứ nhất là quý vị có thể là đánh địa chỉ vào đây ạ. Và cách thứ hai là quý vị có thể là định vị bằng Zalo. Đó, mình định vị bằng Zalo, sau đó là mình copy cái định vị đấy xong là mình dán lên đây là mình kiểm tra được. Và cách thứ ba là mình có thể là chụp ảnh cái tọa độ VN2000 ạ.
ở những sổ đỏ mới bây giờ nó có tọa độ VN2000 ấy, quý vị có thể chụp ảnh cái tọa độ đấy, sau đó quý vị là tải lên đây, quý vị có thể kiểm tra được. Đó, thì bây giờ em sẽ kiểm tra một cái địa chỉ nhé, mà em đã kiểm tra cho khách hàng rồi, nó đã lưu lịch sử vào đây rồi để cho quý vị cùng xem. Đó là địa chỉ 124. Rồi, quý vị thấy không ạ? Khi em đánh cái địa chỉ là 124 Định Công thì nó sẽ hiện cho em lên cái địa chỉ mảnh đất thì nó nằm ở đây, quý vị thấy không ạ? Đó. Thì để khi mà quý vị xác định được nhá, trước mắt là quý vị phải xem được à, xác định được cái mảnh đất này này. Nó cũng giống như cái hình ở trong sổ hồng sổ đỏ của mình không nhá. Khi mà mình xác định được cái đất mảnh đất này nó giống cái hình rồi thì mình có thể click vào đây và người ta yêu cầu mua gói, là quý vị sẽ mất là 198.000 cho một lần kiểm tra về cái quy hoạch mảnh đất của mình nó như thế nào. Thì sau đây em sẽ click vào mảnh đất này để cho quý vị xem. Thế ạ, đó. Khi em kích vào cái mảnh đất này thì toàn bộ cái thông tin quy hoạch của cái mảnh đất này nó sẽ hiện lên ở bên phía tay trái màn hình. Nhất là về tọa độ, thứ hai là về địa chỉ, thứ ba là về tổng diện tích là bao nhiêu, là 73,6 mét. Đó, và lô đất này đang được phân ra làm hai loại. Đó, lô đất thứ một là đất màu trắng, đúng không ạ? Là đất gì? Là đất giao thông. Đó, có đường Định Công này mai sau sẽ bị mở rộng ra và đương nhiên cái nhà này sẽ bị cắt đi 10 mét vào khu đất giao thông. Quý vị thấy không ạ? Và lô đất thứ hai là đất gì ạ? Là đất còn lại là đất gì ạ? Là đất làng xóm màu nâu. À, quý vị biết được toàn bộ thông tin quy hoạch của cái lô đất còn lại là như thế nào. Thế là ô chức năng bao nhiêu, diện tích còn lại là bao nhiêu mét. Thế là chiều cao mật độ xây dựng là từ bao nhiêu tầng đến bao nhiêu tầng. Thế biết được cả quy mô dân số chức năng là bao nhiêu nghìn người sống trên một cái vùng khu vực đấy. Và mình biết được cả mật độ xây dựng từ bao nhiêu phần trăm đến bao nhiêu phần trăm, rất là rõ ràng, rất là chi tiết trong này. Đó, quý vị thấy không ạ? Đó. Và hiện tại con đường Định Công đang rất là nhỏ. Và bằng cái thước đo đây, mình có thể là đo luôn con đường Định Công hiện tại là bao nhiêu mét đấy. Hiện tại là có 5,6 mét thôi, gần 6 mét đúng không ạ? À, vào sau này có đường Định Công nó mở rộng ra, mình đo được cả Định Công này. Mai sau nó mở rộng ra là bao nhiêu mét đấy? Là 13 mét, to gấp đôi. Đó, thì tất nhiên là những cái nhà khu vực này người ta đang ở bình thường. Nhưng mà sau này có đường Định Công nó mở rộng ra thì đương nhiên những cái nhà này nó sẽ bị cắt đi một phần vào khu đất giao thông. Quý vị thấy không ạ? À, rất là rõ ràng, rất là chi tiết ở trong này. Đó, thì đây là về kiểm tra về cái quy hoạch xây dựng. Thế bây giờ một câu hỏi đặt ra, à, khi mà em đang, quý vị đang theo dõi ở cái nền tảng là mới map đây, thì quý vị có thể chỉ xem được cái thông tin quy hoạch thôi ạ. Thì bây giờ quý vị mà muốn biết được toàn bộ cái thông tin bất động sản đang được đăng lên ở khu vực này như thế nào, thì đúng không ạ? Thì bây giờ mình chỉ có ngoại trừ là mình phải quay lại cái này mình mới xem được thông tin bất động sản, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà ở trong Mailand thì quý vị không cần phải quay lại cái này luôn, mà quý vị chỉ cần kích vào cái mũi tên, kích vào cái nút đây ạ. Đó, quý vị kích vào cái nút là xem tin bất động sản. Thì quý vị sẽ xem được toàn bộ thông tin bất động sản được đăng ở trong cục vảnh như thế nào, rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Quý vị thấy không ạ? Đó, toàn bộ thông tin bất động sản được đăng lên ở khu vực này như thế nào. Và ngoài ra, khi mà quý vị đã kiểm tra rồi nhé, mất 198.000 rồi, thì trong vòng bán kính 500m, cái mảnh đất mà quý vị kiểm tra ấy, nó sẽ cho quý vị phân tích hiện trạng đất cho quý vị để biết được à, trong vòng bán kính 500m để mình biết cái đất nào là mình có thể là mua nhà, xây nhà ở được, và cái đất nào là đất quy hoạch. Và ví dụ như cái đất màu xanh này, và đất cây xanh này, thì thôi quý vị không cần phải tìm thông tin mua bán ở trong này nữa, đúng không ạ? Hoặc là cái màu đất đỏ đấy, đất an ninh quốc phòng này, đó mình, thế thì mình thôi mình không cần phải thông tin trong này nữa, đúng không ạ? Mình chỉ tìm những cái thông tin như là đất màu nâu này, hoặc đất làng xóm này, hoặc đất vàng vàng này, đất cam này, đất đô thị này, đó thì mình có thể nó mua nhà xây nhà ở được này, đó. Và ngoài ra mình xem được toàn bộ thông tin bất động sản được đăng lên khu vực này như thế nào, rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Đó, từ đó thì em vừa demo một trong hai trong một những cái sản phẩm mà hiện tại Mailand đang có mặt trên thị trường. Đó, vì thời gian không cho phép nên là em cũng chỉ xin phép được demo một số những cái sản phẩm để cho cô chú anh chị quý vị cùng trải nghiệm thôi. Đó, để mình hiểu sâu hơn, hiểu rõ hơn về sản phẩm thì mình phải có thời gian, đúng không ạ? Thì mình sẽ tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm được. Thì đây là cái slide cuối cùng trong cái phần chia sẻ của em, thì em xin được chia sẻ đến cho toàn thể cô chú anh chị quý vị. Đây là một trong những cái bản tuyên ngôn của Mailand, cũng như là một trong những cái thông điệp của anh Hoàng Mai Trung muốn gửi gắm đến cho toàn thể của chú chị quý vị. Thì em xin phép được đọc cái bản tuyên ngôn này lên. Trong thế giới công nghệ 4.0 toàn cầu hóa, lĩnh vực nào thì cũng có thủ lĩnh dẫn đường của nó. Như mạng xã hội thì có Facebook, thông tin liên lạc thì có Zalo, taxi thì có Grab. Còn về kết nối giao dịch bất động sản có ai? Chưa có ai. Nếu có bạn, bạn có thể trở thành thủ lĩnh dẫn đường trong lĩnh vực này, rất có thể. Tôi đã sẵn sàng trở thành thủ lĩnh. Tôi sẽ thấy bạn đi khắp thế gian này, tới từng hang cùng ngõ hẻm, từ thành thị tới nông thôn, đem giá trị tới muôn người.
Tôi là sản phẩm sức mạnh trí tuệ người Việt, một trí tuệ không thua kém gì người Do Thái, đang tiềm ẩn mà chưa khai phá được. Tôi tự hào vì điều đó. Hãy cùng tôi hoàn thiện bản thân, tôn vinh người Việt. Hãy cho tôi một cơ hội, hãy cho tôi một điểm tựa. Tôi biết ơn vì điều đó. Tên tôi là Maylen. Để tôi thay bạn đi khắp thế gian này và với từng người rằng tôi là sản phẩm toàn cầu, mang thương hiệu Việt và đem hàng tỷ đô la lợi nhuận về cho đất nước Việt Nam. Đây là một cái bản tuyên ngôn và một cái bức tâm thư, một cái thông điệp của anh Hoàng Mai Trung muốn gửi gắm đến cho toàn thể cô chú anh chị và quý vị ở trong cộng đồng của chúng ta. Với cái mong muốn anh Hoàng Mai Trung, anh muốn tập hợp toàn bộ sức mạnh và trí tuệ của con người Việt Nam vào. Vì cô chú anh chị quý biết, quý vị đã biết, con người Việt Nam có những người hiện nay cũng rất là giỏi về công nghệ, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà hiện tại cũng đang làm việc cho những cái tập đoàn lớn công nghệ ở trên thế giới. Và thực sự Việt Nam mình cũng chưa có một cái nền tảng công nghệ nào nó chuyên biệt cho người Việt Nam mình. Và chính vì thế mà anh Hoàng Mai Trung, anh muốn tập trung toàn bộ sức mạnh và trí tuệ của con người Việt Nam vào để chúng ta cùng xây dựng một doanh nghiệp, chúng ta cùng phát triển một cái nền tảng công nghệ, cùng phát triển một cái sản phẩm mang thương hiệu của người Việt. Và sau đó mang cái thương hiệu này sang bên nước bạn và kiếm tiền từ nước bạn về cho Việt Nam, làm giàu cho đất nước Việt Nam và làm cho con người Việt Nam giàu có, hạnh phúc, thịnh vượng. Đó thì là cái phần chia sẻ của em. Vừa rồi thì em đã chia sẻ tổng quan về dự án hệ sinh thái công nghệ bất động sản Maylen để giúp cho cô chú anh chị quý vị có một cái hình dung rõ nét hơn về Maylen là một công ty công nghệ chuyên biệt cho thị trường bất động sản với pháp lý rất là minh bạch, rất là rõ ràng. Đó, về con người thì toàn là những con người tài giỏi đang làm việc cho Maylen, đúng không ạ? Về sản phẩm thì em cũng vừa demo cho cô chú anh chị quý vị rồi. Sản phẩm rất là tuyệt vời, nó mang lại giá trị cho người dùng, mang lại cho thị trường xã hội và đang đi đúng xu thế nhu cầu của chuyển đổi số cho toàn tất cả các lĩnh vực, cho nó có cả bất động sản. Và về lộ trình phát triển của Maylen là sẽ trở thành một công ty tỷ đô và sau đó là sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông. Đó, thế về lộ trình của công ty. Đó thì là cái phần trình bày của em, cũng đến đây là kết thúc. Một lần nữa em xin cảm ơn toàn thể cô chú anh chị quý vị đã lắng nghe cái phần trình bày của em. Xin chúc cho toàn thể cô chú anh chị quý vị có một sức khỏe cũng như là nhận được nhiều giá trị trong cái buổi dung ngày hôm nay. Và là em xin nhường mic lại cho MC Ánh Hồng. Vâng, cảm ơn cô chú anh chị quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn anh Đỗ Chí Linh rất là nhiều về phần chia sẻ vừa rồi. Vâng ạ, các anh chị ơi, cộng đồng nhà Mây ơi, các anh chị chúng ta hãy thả những trái tim, những nút tim, những nút like thay cho một tràng pháo tay, đúng không ạ? Hãy gửi những lời cảm ơn đến anh Đỗ Chí Linh về cái phần chia sẻ vừa rồi, các anh chị ơi. Vâng ạ, anh Hồng đã được thấy rất là nhiều sự tương tác của tất cả các anh chị. Khát vọng lớn, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Dạ vâng, như các anh chị vừa nghe chuyên viên cấp cao Đỗ Chí Linh chia sẻ, vậy thì Maylen là công ty công nghệ chuyên biệt cho lĩnh vực bất động sản. Maylen xây dựng cho mình một hệ sinh thái gồm có 26 sản phẩm công nghệ để giải quyết toàn bộ những cái khó khăn, những cái vấn đề cực kỳ khó khăn trong lĩnh vực bất động sản. Vậy với những cái pháp lý rất là rõ ràng, minh bạch và đội ngũ nhân sự hơn 600 con người như vậy và có những cái định hướng, lộ trình phát triển rất là cụ thể. Và với những cái giá trị của Maylen thì trong 3 năm vừa qua Maylen cũng đã đạt được rất là nhiều những cái thành tựu nhất định của mình. Và Maylen ra đời với cái sứ mệnh đó chính là gì các anh chị? Đó chính là tiên phong chuyển đổi số ngành bất động sản nhằm tăng tính thanh khoản, khai thác tối đa công năng sử dụng bất động sản, góp phần khẳng định thương hiệu Việt và trí tuệ Việt. Và tầm nhìn của Maylen đó chính là trở thành tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có hệ sinh thái công nghệ tài chính bất động sản toàn cầu và niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông có giá trị vốn hóa hàng tỷ đô vào năm 2024, đúng không ạ? Vừa rồi các anh chị cũng đã được anh Đỗ Chí Linh chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin và bổ ích như vậy. Và để trước khi vào cái phần 2 tiếp theo đây, một phần mà vô cùng là đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, thì Ánh Hồng xin gửi tặng đến tất cả các anh chị, quý vị cộng đồng nhà Mây chúng ta một video cách đầu tư thông minh của các tỷ phú trên thế giới. Và cái phần này thì xin mời bộ phận kỹ thuật hỗ trợ. Đầu tư thông minh với số vốn từ 100 triệu đến 500 triệu tốt nhất năm 2020-2021. Hãy xem hết, chia sẻ tới bạn bè video để nắm bắt cơ hội làm giàu tốt nhất năm 2020 này. Nhà đầu tư huyền thoại tỷ phú Warren Buffett đã nói rằng nếu bạn không thể tìm được cách kiếm tiền ngay cả trong lúc ngủ thì rất có thể bạn sẽ phải làm việc đến hết cuộc đời. Người giàu bắt tiền của họ phải làm việc chăm chỉ, còn người nghèo làm việc chăm chỉ vì tiền. Sở dĩ, người giàu có thể dùng nhiều ngày để thư giãn, giải trí hoặc tự do về tài chính và thời gian để thoải mái chăm sóc gia đình, chăm sóc sức khỏe là bởi vì họ làm việc thông minh.
Họ hiểu và biết sử dụng những đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy thời gian, đòn bẩy công nghệ, đòn bẩy tài chính, đòn bẩy con người. Họ thuê những người khác làm việc cho họ và họ làm cho tiền của họ làm việc một cách chăm chỉ và thông minh. Đối với người giàu, làm việc chăm chỉ vất vả là một giải pháp tạm thời. Đối với người nghèo, tình trạng đó kéo dài mãi mãi. Vậy làm như thế nào để tiền làm việc cho bạn ngay cả trong lúc ngủ, để bạn thoải mái chi tiêu và làm những việc có ý nghĩa hơn? Chỉ có một cách, đó là bạn phải trở thành chủ doanh nghiệp có khả năng tự vận hành, hoặc bạn phải là một nhà đầu tư. Vậy với số vốn 100 triệu đến 500 triệu, quý vị có thể trở thành một chủ doanh nghiệp tự vận hành hoặc trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp để thu về hàng tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng không? Câu trả lời là rất khó, nhưng có một cách duy nhất, đó là quý vị hãy trở thành cổ đông nắm giữ cổ phần của các doanh nghiệp tiềm năng trước khi lên sàn, hay còn gọi là trước IPO. Các doanh nghiệp này phải có nền tảng vững chắc, pháp lý minh bạch, khả năng cạnh tranh cao, tăng trưởng tốt, phát triển trên toàn cầu, thì số tiền ban đầu của quý vị có thể được nhân lên hàng chục lần, hàng trăm lần hoặc hơn thế sau khi công ty IPO thành công và trong tương lai. Quan trọng hơn, sau khi lên sàn, số cổ phần của quý vị quy đổi thành cổ phiếu. Cổ phiếu tăng giá bao nhiêu lần thì số cổ phần của quý vị cũng có giá trị bấy nhiêu lần. Đây là lãi vốn. Không những thế, khi quý vị sở hữu cổ phần doanh nghiệp, quý vị còn nhận được cổ tức theo quý hoặc theo năm mà vẫn giữ nguyên số cổ phần mà không cần phải bán. Nó giống như việc quý vị có một căn nhà cho thuê mỗi tháng thu về 20 triệu đồng mà không phải bán căn nhà đó. Số tiền 20 triệu này giống như cổ tức của quý vị vậy. Đây chính là dòng tiền đang ngày đêm làm việc thông minh cho chúng ta, ngay cả chúng ta đang ngủ, hay còn gọi là thu nhập thụ động. Và nếu doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển bền vững, thì chúng ta có thể nhận cổ tức này hàng năm, hàng chục năm, thậm chí có thể còn chuyển nhượng cho con cháu nhiều đời sau. Đây là một trong những bí mật của giới nhà giàu mà rất ít người biết. Chúng ta hãy cùng xem, năm 1976 bỏ ra 10.000 đô, giá bán là 0,066 đô la trên một cổ phiếu với Apple. Hôm nay, tài sản giá trị hơn 31 triệu đô. Giá hiện tại ngày 27 tháng 10 2020 dao động 240 đô một cổ phiếu. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2020, cổ tức Apple chia ra là 0,71 đô một cổ phiếu. Như vậy, nếu quý vị có 100.000 đô la thì quý vị sẽ có 71.000 đô la chảy vào trong tài khoản chỉ trong 3 tháng mà không phải làm gì. Năm 1995, bỏ ra 10.000 đô, giá bán 0,17 đô một cổ phiếu với Amazon.com. Nay, tài sản trị giá hơn giá trị hiện tại hơn 188 triệu đô la. Ngày 27 tháng 10, 2020, dao động 3,207,04 đô la một cổ phiếu. Năm 2012, bỏ ra 10.000 đô, giá bán 0,007 đô la một cổ phiếu với Snapchat. Hôm nay, tài sản trị giá hơn 59 triệu, giá hiện tại ngày 27 tháng 10, 2020, dao động 41,47 đô một cổ phiếu. Những cơ hội đó đã trôi qua, nhưng hôm nay có một cơ hội sở hữu cổ phần doanh nghiệp tốt nhất trên thế giới trong năm 2020, có thể giúp số tiền 100 triệu đến 500 triệu ban đầu của quý vị có thể nhân lên 30 lần, 50 lần, thậm chí nhiều hơn thế, chỉ trong vòng 2-3 năm tới. Người giàu mua cổ phần doanh nghiệp trước IPO, người nghèo mua cổ phiếu đã lên sàn và lướt sóng. Hãy xem hết video này nếu quý vị không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu cổ phần tốt nhất thế giới năm 2020. Không phải ai cũng nắm bắt được cơ hội này. Vì vậy, tài chính Mayland xin đưa ra những tiêu chí quan trọng có thể giúp quý vị hoàn toàn quyết định một cách thông minh, sáng suốt, nhanh chóng khi đầu tư cổ phần vào một doanh nghiệp tiềm năng như sau. Thứ nhất, sản phẩm của doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh với tất cả sản phẩm dịch vụ của các công ty, tập đoàn tại quốc gia sở tại hoặc trên thế giới hay không. Sản phẩm này có cần thiết và giải quyết được nhiều vấn đề cho nhiều người, cho nhiều quốc gia trên thế giới hay không. Nó phải có xu thế 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn thế không. Thứ hai, pháp lý của doanh nghiệp có rõ ràng và minh bạch hay không. Thứ ba, người sáng lập doanh nghiệp là ai, họ có đủ tâm, tầm để lãnh đạo hay không. Thông thường, với các doanh nghiệp start-up thì người đứng đầu thường rất non trẻ, chưa có định vị rõ ràng, ít kinh nghiệm, chưa gây dựng được uy tín và thương hiệu. Vì thế, khi đầu tư vào các doanh nghiệp này thường rất rủi ro và tỷ lệ thành công thấp. Nhưng nếu với doanh nghiệp mà có người đứng đầu đã gây dựng được uy tín thương hiệu, được định vị tại quốc gia sở tại và trên toàn cầu, chúng ta biết rõ thông tin về họ thì khả năng thành công của chúng ta là cực cao. Thứ tư, quý vị phải có khả năng loại bỏ những thông tin gây nhiễu, xuyên tạc gây hoang mang, hiểu lầm từ đối thủ cạnh tranh hoặc những tờ báo lá cải rẻ tiền.
Chúng ta nên tìm hiểu thông tin từ cơ quan báo đài, truyền hình chính thống tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Như thế, quý vị mới đưa ra được quyết định đầu tư sáng suốt và thông minh nhất. Thứ năm, sau khi rõ ràng được 4 tiêu chí trên, quý vị nên đưa ra quyết định ngay lập tức để sở hữu cổ phần với giá rẻ nhất, tốt nhất. Video vừa rồi rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đà Hạnh Hồng đã gửi tặng đến quý vị một video vô cùng là tuyệt vời. Và quý vị thấy đó, người giàu thì đầu tư cổ phiếu trước khi lên sàn. Còn người nghèo thì sao ạ? Mua cổ phiếu đã lên sàn và lướt sóng. Vậy thì ngày hôm nay làm thế nào để toàn thể quý vị chúng ta có thể đồng hành cùng với một doanh nghiệp tiềm năng như Mayland và chính sách hợp tác ra sao? Thì ngay sau đây Ánh Hồng xin mời lên sóng một người anh. Anh ấy hiện đang là phó giám đốc Ban phát triển thị trường miền Bắc. Anh ấy mặc dù không cao, thế nhưng mà ai cũng ngước nhìn vì những tài năng và những cái kiến thức của anh ấy. Và các anh chị ơi, các anh chị đã đoán được đó là ai chưa? Vâng ạ, và chúng ta hãy chat trên ô cửa sổ chat. Là ai các anh chị? Vâng, và anh ấy thì không còn xa lạ gì với cộng đồng nhà mây chúng ta nữa. Và anh ấy luôn luôn tràn đầy năng lượng, các anh chị ạ. Dạ vâng. Và để chào đón các anh ấy lên sóng thì chúng ta, các anh chị ơi, các anh chị hãy thả những trái tim, thả những nút like thay cho một chào vào tay để chào đón anh Nguyễn Văn Thuy ạ. Và Ánh Hồng xin mời anh Nguyễn Văn Thuy ạ. Rồi, cảm ơn MC Ánh Hồng. Cảm ơn bạn Chế Linh. Lần đầu tiên thì cho Thuy người này chào đến tất cả cô chú anh chị trong gia đình nhà mây ngày hôm nay. Thuy hiện tại là tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thuy. Hiện đang là phó giám đốc ban chiến lược phát triển thị trường, phó giám đốc của ban chiến lược phát triển thị trường miền Bắc. Thì Thuy sẽ về với đồng hành cùng với Mayland cũng được hơn 2 năm rồi. Thì ngày hôm nay thì Thuy sẽ có những cái lựa chọn, những cái hiểu biết của mình, đem kiến thức của mình để cho cô chú anh chị lắng nghe, cũng như là mình ra một quyết định để làm sao mình đồng hành cùng với doanh nhân Hoàng Mai Trung. Thì Thuy cũng xin phép được chia sẻ màn hình. Như chúng ta đã nghe cái phần cả nhà nhìn thấy màn hình của Thuy chưa nhỉ? Thấy rồi anh ơi, anh cho to màn hình ra. Ok. Như chúng ta đã chia sẻ rồi, anh Đỗ Chí Ninh là chuyên viên phát triển thị trường đã chia sẻ cho chúng ta về cái hệ sinh thái của công nghệ bất động sản của Toàn Mainland. Thì với chính sách của anh Hoàng Mai Trung thì cho chúng ta đồng hành như thế nào? Thì bởi vì là thứ nhất là gì? Ở đây là chúng ta cũng nói thẳng luôn là chúng ta đồng hành cùng với anh doanh nhân Hoàng Mai Trung để phát triển dự án tập đoàn Mainland của chúng ta, cô chú chị nhé. Thì anh Hoàng Mai Trung thì cho chúng ta các cơ hội hợp tác như thế nào? Thì cơ hội hợp tác thứ nhất là gì? Chúng ta có thể là dùng sản phẩm. Chúng ta có thể dùng sản phẩm. Cái thứ hai là khi mà sản phẩm tốt thì chúng ta có thể lan tỏa cái giá trị của sản phẩm ra. Và cái thứ ba là chúng ta sở hữu ngay cái cổ phần nội bộ của anh doanh nhân Hoàng Mai Trung nhé, cô chú chị nhé. Tức là gì? Chúng ta cùng hợp tác với anh để phát triển dự án của tập đoàn Mainland. Thì ở đây là hợp tác, thì hợp tác như thế nào? Thì đây là các cái giai đoạn mà chúng ta hợp tác này. Thứ nhất là gì? Anh doanh nhân Hoàng Mai Trung là chia ra thành 6 giai đoạn để cho chúng ta đồng hành cùng với anh. Thì cái giai đoạn đầu tiên là chỉ có 460 đồng thì chúng ta cũng được biết rồi. Vừa nãy là anh Chế Linh đã chia sẻ cho chúng ta là gì? Từ năm 2019, tức là gì? 15 tháng 8 năm 2019, lúc đó là mới bắt đầu hình thành doanh nghiệp, là chỉ có 460 đồng cho một mây. Đấy. Và giai đoạn thứ hai là 750 đồng quy ước ghi nhận là một mây. Và giai đoạn thứ ba là 1.000 đồng quy ước ghi nhận một mây. Và giai đoạn thứ tư là 2.000 đồng quy ước ghi nhận là một mây, cô chú chị nhé. Và hiện tại ngày hôm nay đang là giai đoạn thứ năm. Thì là gì? Giai đoạn thứ năm là gì? 7.179 đồng quy ước và ghi nhận là một mây. Và hết giai đoạn 5 thì sang đầu giai đoạn 6, chắc chắn với cô chú anh chị, đó là gì? 16.000 đồng cho một mây. Và mục tiêu của chúng ta là năm 2024, đó là gì? 10 đô, thậm chí là 20 đô sau khi chúng ta lên sàn IPO của Hồng Kông. Vậy là như thế nào? Vậy đồng hành thì ở đây là chúng ta được phép góp gói cùng anh doanh nhân nói chung. Thì góp gói thì góp như thế nào? Thì hiện tại là bắt đầu là từ ngày hôm nay, cô chú chị nhé, là khi chúng ta đồng hành cùng anh thì chúng ta được góp gói tối thiểu là 250 đô, tương ứng với lại tiền Việt là gì? 5.825.000 đồng. Đấy. Và các hình thức góp gói thì như thế nào? Ở đây là chúng ta có thể trả thẳng một lần hoặc rất nhiều lần. Và gì ở đây cũng chúng ta cũng có thể trả góp, thì các gói trả góp là thấp nhất là 1.000 đô trở lên, cô chú chị nhé, từ 1.000 đô đến 5.000 đô, và từ trên 5.000 đô cho đến 100.000 đô.
thì cái này là chúng ta có thể trả góp của chủ nhiệm. Thì đấy là chúng ta có hai hình thức tham gia, một là trả thẳng, hai là trả góp, nhưng mà tối thiểu một lần duy nhất là 250 đô trở lên của chúng chị nhé. Đấy. Tiếp tục là khi đồng hành thì chúng ta được quyền lợi gì mà khi anh doanh nhân Hoàng Mai Trung cho chúng ta? Thứ nhất là gì? Chúng ta có 6 cái quyền lợi của chúng chị nhé. Quyền lợi thứ nhất là gì? Trong tương lai thì mỗi một mây quy đổi thành một cổ phần của doanh nghiệp, hay còn gọi là cổ phiếu, đấy là trong tương lai khi lên sàn. Và chúng ta được hưởng lợi cổ tức khi doanh nghiệp có lợi nhuận. Đấy. Bởi vì là sao? Khi doanh nghiệp phát triển thì chúng ta sẽ có cổ tức không? Có và có lợi nhuận. Khi có lợi nhuận là chúng ta có cổ tức. Và cái được thứ ba là chúng ta được cái gì? Là được tặng token theo tỷ lệ 1:1. Có nghĩa là tương ứng với số mây mà chúng ta sở hữu. Ngày hôm nay cô chú anh chị là gì? Có 1 triệu mây thì chúng ta sẽ thừa hưởng là 1 triệu token của chú chị nhé. Và được tặng thưởng là gì? Tất cả các ID từ 5.000 mây trở lên thì mỗi một tháng chúng ta được tặng thêm vào tài khoản là 0,1% cho đến tối đa là 0,35%. Cái này là tùy thuộc số lượng mây trong tài khoản của cô chú chị nắm giữ, nhưng mà tối thiểu là mỗi một tài khoản là gì? Là 5.000 mây trở lên. Cái thứ năm mà chúng ta được hưởng là gì? Chúng ta được hưởng 5% cái giá trị mà khi chúng ta sử dụng sản phẩm. Cái này là ngày hôm nay nếu như cô chú anh chị đồng hành cùng anh doanh nhân Hoàng Anh Trung là 1 tỷ chẳng hạn, thì anh doanh nhân Hoàng Trung sẽ là thưởng cho chúng ta là 5%, có nghĩa là tương ứng với lại 50 triệu đồng. Và 50 triệu đồng này thì chúng ta dùng trong 26 cái sản phẩm của chúng ta. Đấy. Và cái thứ 6 mà chúng ta được nữa là gì? Là hết giai đoạn 5 sang giai đoạn 6 thì anh doanh nhân Hoàng Mai Trung là cam kết gom lại cho chúng ta là tối thiểu từ 5.000 cho đến 10.000 đồng trên một mây. Đấy, cô chú chị nhé. Vậy là gì? Lộ trình này, cô chú chị này, lộ trình phát triển này của doanh nghiệp Milan trong tương lai. Đấy, cũng như là kỳ vọng của chúng ta. Nó là như vậy. Thứ nhất là ngày 15 tháng 8 năm 2019, lúc đó là chỉ có 460 đồng thôi. Còn giá trị hiện tại ngày hôm nay nó là 7.179 đồng cho một mây. Đấy. Vậy là gì? Chúng ta đã trải qua là 4 giai đoạn rồi. 4 giai đoạn đã trải qua rồi. Thì chúng ta không làm gì được nữa. Nhưng tất cả các nhà đầu tư ngay từ thời điểm đầu cùng với anh doanh nhân Hoàng Mai Trung, họ đồng hành cùng anh doanh nhân Hoàng Mai Trung, thì đến bây giờ tài sản của họ là tăng lên là 15,6 lần. Cô chú chị nhé. Nhưng ngày hôm nay có một cơ hội là gì? Chúng ta tham gia đồng hành cùng với anh là 7.179 đồng. Thì đến giai đoạn 6 là gì? Tăng lên là 16.000 đồng. Thì tài sản của chúng ta cũng tăng lên là hơn 2 lần. Cô chú chị nhé. Và mục tiêu của chúng ta là gì? Là năm 2024. Là gì? Năm 2024 là chúng ta IPO. Đấy. Và kỳ vọng lúc đó là 10 đô. Và sau khi lên sàn xong thì là gì? Kỳ vọng của chúng ta là gì? Là 500.000 cho một mây. Cô chú chị nhé. Là 500.000 cho một mây. Thì tài sản lúc này của cô chú chị tăng lên là 69 lần so với giá trị ngày hôm nay cô chú chị bỏ ra. Nhưng hơn thế nữa là gì? Mục tiêu của chúng ta là trước năm 2030 là chúng ta phải trở thành một Maybank, tức là gì? Một ngân hàng số trên toàn thế giới trong lĩnh vực bất động sản. Thì lúc này giá trị của chúng ta tăng lên khá là nhiều, cô chú chị nhé. Vậy là mình quay lại mình xem tại sao lại chúng ta lại lựa chọn đồng hành cùng với doanh nhân Hoàng Mai Trung để phát triển Milan. Thì đây, thứ nhất là gì? Trong 3 năm qua thì đây là những cái chứng nhận của chúng ta, là giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đấy, ở Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Mã của chúng ta là MEI dài. Và cái này sau này đi với chúng ta hết cuộc đời, cô chú nhị nhé. Đi hết cuộc đời, hết thế hệ chúng ta, đến thế hệ con cháu chúng ta. Và mãi mãi đi trên toàn thế giới, đó là MEI, MEI dài. Ra toàn thế giới đều là cái mã này, đi với chúng ta. Cũng như là giấy khai sinh của anh chị. Khi anh chị sinh ra mà anh chị có cái tên và được cấp như là ở Việt Nam, ở trong nước thì nó là chứng minh thư, là giấy khai sinh. Còn ra nước ngoài thì nó là hộ chiếu. Đấy. Thì đây, cô chú chị nhé. Và đồng hành cùng chúng ta bây giờ thì là có tập đoàn PwC, là một trong 4 tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới. Thì họ đang đồng hành cùng với chúng ta, dẫn dắt chúng ta lên sàn Hồng Kông. Đấy. Ngoài PwC ra thì có gì? Viện Tiêu chuẩn Quốc tế Anh Quốc, Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc này. Họ thành lập cách đây hàng trăm năm rồi, cô chú chị nhé. Hàng trăm năm rồi. Họ cũng đồng hành cùng chúng ta và giúp đỡ chúng ta trên con đường thành công. Ngoài ra nữa gì? Đây là website này, đây là này cô chú chị này, website Amazon Service này. Đấy. Là một công ty điện toán hàng đầu thế giới luôn, họ cũng đồng hành cùng chúng ta. Đấy. Ký kết hợp tác. Thì đấy là cái bằng chứng là gì? Chúng ta là gì? Khi ra thế giới nó không phải là một mình chúng ta, và có rất nhiều người đưa chúng ta ra thế giới và mong chúng ta
là làm sao tất cả chúng ta đồng hành cùng với anh doanh nhân Hoàng Mai Trung để chúng ta thành công ở thế giới. Và như năm vừa rồi chúng ta đã được biết là gì, Grab họ IPO cũng thành công là 40 tỷ đô. Đấy. Vậy là gì, tại sao bên em lại lựa chọn là công nghệ và tại sao lại lựa chọn bất động sản? Thì thưa quý vị anh chị là gì? Đây là danh sách 100 người giàu nhất trên thế giới. Thì cứ 100 người giàu nhất trên thế giới thì gì? 30 người, 30 tỷ phú thì đến từ công nghệ, còn 10 tỷ phú thì đến từ bất động sản. Chính vì vậy là Milan là lựa chọn công nghệ bất động sản để giải quyết cho bài toán bất động sản. Cô chú chị nhé. Vậy là mình xem nào. Vậy là quay lại là gì? Tất cả các cái công ty công nghệ thì họ đã làm được cái gì? Tại sao mình cứ nói là Milan là từ 35 đến 5 năm là phải thành công? Thì đây, tất cả các công ty công nghệ trên thế giới họ đã có từ rất lâu lắm rồi, cô chú chị nhé. Họ làm cách đây mấy chục năm rồi. Nhưng bây giờ ở Việt Nam chúng ta mới làm. Thứ ví dụ như là gì? Microsoft này, họ mất 11 năm, Amazon mất 3 năm, Apple 4 năm, Google 6 năm, Facebook mất 8 năm. Nhưng mà thưa quý vị chị là gì? Đây là toàn bộ là các cái công ty của tập đoàn trên thế giới. Thế bây giờ mình hỏi là Việt Nam đã có công ty nào làm được chưa? Thì thưa cô chú chị, Zalo là của Việt Nam, họ mất 7 năm và họ thành công. Đấy. Thế mình xem là gì? Tất cả các cái cơ hội trên là chúng ta không nắm giữ được. Thế cho nên chúng ta không biết, thế cho nên chúng ta không mua được cổ phần của họ. Nhưng ngày hôm nay có một cơ hội lớn hơn, đó là dự án của tập đoàn Milan. Thì anh Hoàng Mai Trung cho chúng ta một cơ hội để hợp tác, để đồng hành cùng với anh trong vòng 35 đến 5 năm nữa thôi, là giá trị tài sản của cô chú chị tăng lên rất là nhiều. Vậy tăng thì tăng như thế nào? Đây ví dụ như là gì đây? 2019 là bắt đầu. Và mục tiêu của chúng ta là từ 35 đến 5 năm, có nghĩa là 2024 là dự kiến của chúng ta lên sàn SIX của Hồng Kông. Lúc đó là 10 đô và dự kiến là 20 đô vào năm 2024. Cô chú chị nhé. Vậy ngày hôm nay, đây cô chú chị nhìn này, ngày hôm nay ở trên thế giới họ đã đầu tư vào IPO. Ví dụ như Amazon, họ cách chúng ta vài chục năm rồi, từ năm 97. Nếu như quý vị biết là từ năm 97 quý vị tham gia cùng với tập đoàn Amazon là 1.000 đô, thì đến ngày hôm nay chúng ta có 2.340.000 đô, cô chú chị nhé. Có nghĩa là gì? Tính bình quân mỗi một năm họ tăng trưởng là 97 lần trong một năm, cô chú chị nhé. Đấy, 24 năm vào tính ra mỗi một năm này là 97 lần. Có nghĩa là gì? Ngày hôm nay, nếu như ngày xưa mà chúng ta bỏ ra 1 tỷ thì mỗi một năm cô chú anh chị phải lấy về là 97 tỷ cho một năm, nếu như chúng ta biết chúng ta đầu tư vào Amazon. Đấy. Vậy là gì? Chúng ta lại phân tích này, giá trị hiện tại và kỳ vọng trong tương lai của Milan là như thế nào? Nếu như chúng ta đồng hành cùng với doanh nhân Hoàng Mai Trung, có nghĩa là gì ngày hôm nay? Thì ở đây là anh Hoàng Mai Trung cho chúng ta là 6 cái giai đoạn để chúng ta đồng hành cùng với anh. Nhưng hiện tại là chúng ta đang ở giữa giai đoạn 5. Cô chú chị nhé, 2/3, sắp 2/3 giai đoạn 5 rồi. Tất cả 4 giai đoạn đầu này là chúng ta không có nắm bắt được cơ hội, hoặc là gì, ngày hôm nay cô chú chị mới thì chúng ta có thể là chưa biết. Nhưng tất cả các anh chị cũ ở đây cũng có thể là những người từ giai đoạn đầu, cũng có thể là những người đi từ giai đoạn thứ 2, cũng có thể là giai đoạn thứ 3, và thậm chí là bây giờ chúng ta đến từ giai đoạn thứ 5. Đấy, và mục tiêu là gì? Giai đoạn 6 là 16.000, khi IPO Hồng Kông là 10 đô, và dự kiến là sau khi IPO Hồng Kông xong là 500.000 cho một mây. Vậy nếu như ngày hôm nay chúng ta đồng hành cùng anh doanh nhân Hoàng Mai Trung là 1.000 đô, tương ứng với lại 23.300.000. Giá mây tại giai đoạn này là gì? 7.179 đồng, thì tương ứng với tài khoản của chúng ta nắm giữ là 3.245 mây. Và sang giai đoạn 6 thì tài sản của cô, quý vị, anh chị ở đây tăng lên là 51.929.000. Và khi IPO Hồng Kông dự kiến là 756.000.000. Và mục tiêu là sau đó là gì? Là 1.622.500.000 đồng. Đấy. Vậy là tài sản của cô chú chị tăng lên là 69 lần. Thì tí nữa Thuy sẽ chứng minh cho cô chú chị là tại sao nó là 69 lần. Nếu như ngày hôm nay, trong tương lai cô chú chị muốn có 8 tỷ, thì ngày hôm nay chúng ta tham gia là gì? 116.500.000 đồng. Tương ứng với lại 5.000 đô. Và chúng ta sở hữu là 16.227 mây. Tiếp tục là 10.000 đô, 20.000 đô, 50.000 đô, thậm chí là 100.000 đô. Để đồng hành cùng anh doanh nhân Hoàng Mai Trung thì có rất nhiều người đã đồng hành cùng với anh và tham gia từ trên 100.000, thậm chí là đến 1 triệu đô, cô chú chị nhé. Vậy là thành công của chúng ta thì thường dựa vào mối quan hệ ngay từ lúc đầu. Thế cho nên là ngày hôm nay những người đầu tiên vào biết được dự án này thì hãy cảm ơn tất cả những người nhà cũng như bạn thân của chúng ta đã mời chúng ta tham gia tìm hiểu và đồng hành cùng anh doanh nhân Hoàng Mai Trung ở cái dự án này, cô chú chị nhé. Đây,
tốc độ tăng trưởng là 69 lần, có nghĩa là giá trị ngày hôm nay đang là 7.117 đồng. Trong tương lai nó là 500 ngàn. Vậy là gì? Tăng trưởng là gì? 69 lần. Ngày hôm nay cô chú chị tham gia 100 triệu thì trong tương lai kỳ vọng đó là gì? 6,9 tỷ khi lên sàn Hồng Kông. Đấy. Thế thì tại sao bây giờ chúng ta lại xem là gì? Cách đây một vài năm thì tất cả các cái công ty xuất hiện các cái mô hình kinh doanh mới, đó là xu hướng, đó là dịch chuyển, đó là công nghệ, cô chú chị nhé. Ở như Tesla họ cũng làm về công nghệ, cô chú thấy không? Elon Musk họ bắt đầu làm về công nghệ khá là nhiều rồi. Đấy. Facebook, Zalo, Uber, Grab họ là các cái công ty công nghệ. Thế giờ mình so sánh là các cái mô hình về công nghệ và các cái mô hình về truyền thống nó khác nhau thế nào? Ví dụ như là Uber thì bắt đầu từ năm 2009, cách đây 13 năm, họ bắt đầu làm với con số lượng nhân sự bây giờ là 7.000 người, nhưng họ đang nắm giữ là 67 tỷ đô. Còn một công ty về truyền thống cách đây hàng trăm năm với số lượng nhân sự hàng trăm nghìn người thì bây giờ họ mới có 53 tỷ đô. Thì đây là mình so sánh về công ty công nghệ và công ty truyền thống. Nó sự khác biệt và sự nhảy vọt về tài chính nó là như vậy, cô chú chị nhé. Airbnb này, Facebook này, họ là các cái công ty công nghệ. Còn bên này là tất cả các công ty truyền thống, họ đều có liên đại hàng trăm năm và là các cái công ty nổi tiếng trên thế giới. Nhưng so về mặt tài chính thì không bằng tất cả các công ty công nghệ, họ có cách đây hàng chục năm, cô chú chị nhé. Thế cho nên là gì? Mainland họ có một cái định hướng và họ có một cái công thức để làm sao? Thứ nhất là gì? Họ đi theo công thức của người giàu. Họ là chọn kết quả. Người giàu là như nào? Thứ nhất là gì? Nguyên nhân bằng kết quả. Có phải là gì? Tất cả các kết quả mà cô chú anh chị có ngày hôm nay thì đều là do nguyên nhân trong quá khứ. Nhưng mà chỉ có 5% trên người trên thế giới họ chọn kết quả trước. Chính vì vậy Mainland là cũng lựa chọn là kết quả trước, cô chú anh chị nhé. Tại sao? Thứ nhất là gì? 2,3 tỷ mây. Nếu như một mây là 1 đô là chúng ta đã là công ty hàng tỷ đô. Còn nếu như một mây là 10 đô thì công ty của chúng ta cũng là công ty hàng chục tỷ đô, cô chú chị nhé. Đấy. Thì đây, Mainland là một bãi đất rất là màu mỡ. Vậy chúng ta là các hạt giống. Việc của chúng ta là chỉ gieo mình vào Mainland thôi. Và làm sao gieo mình vào hạt vào bãi đất này để làm sao cho tất cả thành quả sau này chúng ta gặt hái được. Và cái quan trọng nhất nữa là gì? Đó là niềm tin của cô chú chị. Vậy là gì? Chúng ta phải thay đổi lại cái niềm tin. Niềm tin là phải tin vào những gì chưa thấy, cô chú chị nhé. Và kết quả đạt được thì đấy là những gì mình tin. Vậy là kết quả là như thế nào? Thì đây, thưa cô chú chị này. Đến bây giờ đã có 41.108 người đã đồng hành cùng Minh Doanh Nhân Hoàng Mai Trung. Cô chú chị nhé. 41.108 người đã đồng hành cùng Minh Doanh Nhân Hoàng Mai Trung. Đó là con số, là kết quả. Và con số thì không thể nói dối được. Và gì? Thứ nhất là gì? Thứ hai là gì? Đã có 73.197 lượt góp, cô chú chị nhé, 73.197 lượt góp. Và nắm người góp 2 lần, 3 lần, thậm chí nắm người góp hàng chục lần, cô chú chị nhé. Và đây là cam kết của anh Nhân Nhân Hoàng Mai Trung là gì? Hết giai đoạn 5 tới giai đoạn 6 là gom lại tất cả của cô chú chị nếu như cô chú không muốn đồng hành nữa. Đấy. Và một lần nữa là gì? Em Thuy cảm ơn tất cả cô chú chị đã nghe cái phần em Thuy chia sẻ lý do chúng ta đồng hành cùng anh Doanh Nhân Hoàng Mai Trung. Và xin trả lại chương trình cho MC xinh đẹp Ánh Hồng. Vâng, cảm ơn anh Thuy rất là nhiều ạ. Các anh chị ơi, các anh chị hãy thả tim, thả những nút like ạ, thay cho một lời cảm ơn đúng không ạ? Thay cho một tràng pháo tay để cảm ơn đến anh Nguyễn Văn Thuy về cái phần chia sẻ vừa rồi. Chính sách tuyệt vời hay rất tuyệt vời các anh chị? Vâng ạ, Ánh Hồng muốn nhìn thấy trên ô cửa sổ chat ạ. Các anh chị ơi hãy tương tác cùng với Ánh Hồng ạ. Vâng. Và bây giờ rất còn rất là sớm đúng không ạ? Thời lượng của chương trình vẫn còn đấy các anh chị ơi, hãy cùng tương tác với Ánh Hồng. Chính sách vô cùng là tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ơn các anh chị. Vâng. Và như vừa rồi anh Nguyễn Văn Thi cũng đã chia sẻ cho chúng ta thì có mấy cơ hội anh chị. Các anh chị hãy cùng tương tác, hãy cùng nhắc nhớ lại với Ánh Hồng. Có mấy cơ hội ạ? Có 3 cơ hội, đúng không ạ? Cơ hội thứ nhất ạ, đó chính là các anh chị sẽ là người được sử dụng những cái sản phẩm. Đó là cơ hội thứ nhất. Và cơ hội thứ hai đó chính là gì? Đó chính là các anh chị khi mà các anh chị sử dụng, thấy sản phẩm tốt, các anh chị sẽ đi chia sẻ với bạn bè, với người thân, với đối tác, với đồng nghiệp của mình. Thì đến khi đó thì
công ty sẽ trả về cho mình một cái chính sách vô cùng là đặc biệt, đúng không ạ? Vô cùng là tuyệt vời. Và cái cơ hội thứ ba đó chính là gì ạ? Các anh chị nào có nhớ không ạ? Cơ hội thứ ba là gì các anh chị? Cơ hội thứ ba đó chính là chúng ta sẽ là người sẽ trở thành ông chủ, bà chủ. Chúng ta sẽ chính là người mà sở hữu cổ phần của doanh nghiệp. Và khi IPO thì sẽ là cổ phiếu. Đó, chúng ta sẽ được sở hữu cổ phần cổ phiếu của doanh nghiệp. Vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và anh Hồng đã thấy rất là nhiều rồi ạ. Vâng, và chúng ta vẫn còn thời gian. Các anh chị ơi, các anh chị hãy cùng tương tác. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thích nhất cơ hội đầu tư đúng không ạ? Vâng, anh Hồng đã đọc được những cái sự tương tác của các anh chị tuyệt vời. Cảm ơn anh Thi. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị. Anh Hồng đã sở hữu cổ phần giàu không lối thoát. Vâng ạ, và anh Hồng cũng như vậy ạ. Khi mà anh Hồng xác định về với nhà Mây là anh Hồng cũng không thể nào thoát nổi cái giờ các anh chị ạ. Vâng, chúng ta hãy cùng nhau sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Đúng rồi ạ, vâng. Người giàu thì đầu tư cổ phiếu trước khi lên sàn, đúng không các anh chị? Còn người nghèo thì họ sẽ sở hữu cổ phiếu đã lên sàn. Họ sẽ mua cổ phiếu đã lên sàn và lướt sóng. Đó là cái cách đầu tư vô cùng thông minh của các tỷ phú trên thế giới. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị. Rất là nhiều trái tim, rất là nhiều những lời cảm ơn đến anh Nguyễn Văn Phi. Vậy thì các anh chị ơi, các anh chị còn chần chừ gì nữa ạ? Đây là cơ hội của tất cả các anh chị, là cơ hội của tất cả chúng ta. Anh chị nào đã sở hữu Mây rồi thì chúng ta hãy gom nhiều Mây hơn nữa. Và anh chị nào chưa được sở hữu Mây thì ngay trong ngày hôm nay, ngày mai, các anh chị hãy nhanh chóng nắm bắt cái cơ hội này và sẽ sở hữu cho mình. Và các anh chị nếu như mà vẫn chưa hiểu về qua cái chương trình ngày hôm nay mà các anh chị vẫn chưa hiểu về Mainnet thì anh Hồng cũng rất mong là các anh chị hãy nghiêm túc tìm hiểu về cái cơ hội này để có thể đồng hành cùng với anh Hoàng Mai Trung, để có thể hợp tác cùng với anh Hoàng Mai Trung để cùng nhau xây dựng doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Vâng, anh Hồng đã thấy rất là nhiều đúng không ạ? Anh chị ơi, trong số các anh chị ạ, bao nhiêu anh chị đã có 100.000 Mây, 200.000 Mây? Hãy gõ lên ô cửa sổ chat ạ để anh Hồng biết đúng không ạ? Và ai đã có 1 triệu Mây rồi? Vâng, biết ơn vì đã biết tới Mayland. Cảm ơn các anh chị, rất là tuyệt vời đúng không anh chị? Anh Hồng cũng như vậy ạ. Anh Hồng vô cùng được biết ơn. Và người đầu tiên anh Hồng biết ơn đó chính là anh Thuy ạ. Chính là anh Thuy, anh Nguyễn Văn Thi tối ngày hôm nay. Anh ấy đã chia sẻ cho chúng ta về cái cơ hội này. Và chính anh Thuy đã là người mà chia sẻ với anh Hồng cái cơ hội đến với Mayland, để biết đến Mayland. Thực sự đến cho giờ phút này và ngày hôm nay thì anh Hồng cảm thấy vô cùng là hạnh phúc khi mà được làm một cái phần nào đó đóng góp cái sự cái những cái tâm huyết của mình trong cộng đồng nhà Mây. Vâng, tôi gom mạnh đúng không ạ? Tôi chúc mừng anh Hồng, cảm ơn các anh chị. Đúng ạ, chính anh Thi đã là người giới thiệu cho anh Hồng cái cơ hội này các anh chị ạ. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ, và một lần nữa thì cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Một lần nữa, Ánh Hồng thay mặt cho tất cả các anh chị trong phòng Zoom tối ngày hôm nay xin được chân thành cảm ơn chuyên viên cấp cao Đỗ Chí Linh cũng như là phó giám đốc Nguyễn Văn Thuy. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Và qua hai cái phần chia sẻ tối ngày hôm nay thì chắc hẳn rằng tất cả các anh chị, quý vị chúng ta cũng đã có cái nhìn rõ hơn về xu thế chuyển đổi số và Mainland đang được Đảng và Nhà nước ủng hộ các anh chị ạ. Và đang là đơn vị đi tiên phong chuyển đổi số. Và Chủ tịch Hoàng Mai Trung là người đưa ra ý tưởng và anh ấy đã quy tụ những nhân tài về đây. Chúng ta cùng nhau chung chí hướng, cùng đồng hành để xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Và trong đó có tất cả cộng đồng nhà Mây chúng ta, có anh Hồng, có tất cả các anh chị đang có mặt trong phòng Zoom tối ngày hôm nay. Và cho đến giờ phút này, đúng không ạ, vẫn đang có gần 100 con người đang hiện diện nơi đây. Vâng, và thời gian của chương trình thì cũng có hạn. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Anh Hồng đã thấy rất là nhiều sự tương tác của anh chị. Yêu Mayland, yêu chủ tịch, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thật tuyệt vời đúng không ạ? Chúc mừng năm mới cả nhà mình. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị. Yêu đúng không ạ? Thật sự vô cùng hạnh phúc luôn các anh chị ạ. Và trước khi kết thúc chương trình thì anh Hồng cũng xin được gửi đến tất cả các anh chị chúng ta về cái lịch Zoom, cái lịch trong tuần này. Cả Zoom, cả offline và cả online. Thì thứ tư và thứ năm, thứ tư và thứ năm thì sẽ tối thứ tư và tối thứ năm sẽ có đào tạo chuyên sâu.
Vâng, và sáng thứ 3 là sáng hôm nay đã có tổ chức OBP tại văn phòng tổng. Và sáng thứ 5 tuần này chúng ta sẽ nghỉ tại vì khối phát triển thị trường có một cái sự kiện vào ngày thứ 5. Chính vì vậy sáng ngày thứ 5 này chúng ta sẽ nghỉ. Và sáng thứ 7 chúng ta sẽ có OBP tại văn phòng tổng, tại tầng 4 văn phòng tổng công ty. Và tối thứ 7 thì chúng ta cũng sẽ có một cái chương trình Zoom, đó chính là chia sẻ về dự án. Giống như tối ngày hôm nay sẽ có một cái buổi OBP như tối ngày hôm nay. Thì và đặc biệt đó chính là trong hàng tuần rất là nhiều các anh chị chúng ta cũng thắc mắc founder là ai, cũng như là chủ tịch của chúng ta ra sao. Chủ tịch thì cũng không còn xa lạ gì trên thương trường nữa, nhưng với những người bình thường thì cũng còn rất rất là nhiều các anh chị cũng chưa hiểu và cũng chưa biết đến chủ tịch. Vậy thì cứ tối chủ nhật hàng tuần và lúc 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần thì chủ tịch có lên Zoom và sẽ chia sẻ về cái những cái kiến thức tư duy phát triển doanh nghiệp để cho cộng đồng nhà May chúng ta có thể hiểu về chủ tịch hơn, có thể hiểu về doanh nghiệp Mayland hơn. Vâng, và đó là cái lịch trong tuần này thì rất mong là các anh chị chúng ta sẽ cùng nắm bắt những cái chương trình, những cái lịch này để chúng ta có thể là tham dự, chúng ta có thể sắp xếp cái thời gian của mình để chúng ta cùng nhau tham dự. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Và một lần nữa, Ánh Hồng xin kính chúc toàn thể quý vị cộng đồng nhà May sức khỏe, bình an và đặc biệt ạ là sẽ sở hữu cho mình được thật thật là nhiều mây để chúng ta sẽ cùng hạnh phúc và cùng giàu sang cùng với ngôi nhà Mayland. Và ngay bây giờ xin mời bộ phận ban tổ chức chúng ta sẽ cùng mở mic để cho tất cả các anh chị chúng ta sẽ cùng trao nhau những cái lời chúc tốt đẹp nhất, cùng chúc cho nhau ngủ ngon. Vâng ạ, ban tổ chức mở mic cho tất cả các anh chị ạ. Cảm ơn em anh Hồng, Cảm ơn anh Hồng, cảm ơn anh Thuy, cảm ơn à, xin anh chào Lân. lại gia đình nhà Mây à, Cảm chúc ơn anh. Xin chào các anh chị. Mây Tuyệt vời quá các anh chị. Tuyệt Năng lượng vời. vô cùng. Cảm ơn các anh chị. Linh. Cảm Cảm ơn ơn anh các anh Danh. chị. Chúc các anh chị ngủ ngon. Các anh chị Cả ngủ nhà ngon. ngủ ngon. Nhiều quá thì thôi. Hôm nay Cảm mấy ơn anh đây Hồng. Chúc mọi người mình ngủ ngon nhé. Chúc các anh chị ngủ ngon. Chúc cộng đồng nhà Mây ngủ ngon. Chúc các anh ngủ ngon. Tuyệt vời.